Hello, chào tất cả anh em sáng hôm nay nha. Đây sáng hôm nay trời mưa tí tách, mình đang đổ máy 2 có cách cho anh em xem nghe nè. Đây là Giăng Ma 2G em nha. Giăng Ma 2G em. Trọng lượng em này khoảng 176 tới 177 kg thôi. Đây là Giăng Ma 2G em rất đẹp nha. Cái sơn riêng ra nó vết luôn. 12 mã lực. 3 tuổi 04 bấm vào cái chuông đăng ký kênh để nhận video sắp tới sẽ ra hàng ngày. Máy này rất đẹp nha. Anh em đánh giá thế nào thì vui lòng liên hệ, muốn xem màn ảnh kết nối Zalo nha. Thôi trực tiếp cho anh em xem rõ này hơn. Máy tập con. Còn mấy giờ để trên máy phía dưới có hàng làm test hỏi cho anh em xem liền nha. Đây. Lỗ đóng dụng luôn, có 2 xi lanh. Quay đây là cái lỗ đổ nhớt cho anh em nha. Thừa gì cả. Ở đây mình sẽ đặt ra lớn, anh em đánh giá chất lượng sao, vui lòng để